Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi trưa ngày 7 tây tháng 5 anh em. Rồi mỗi ngày như mọi ngày anh em, em đều lên cho anh em là hai khung giờ ha. Buổi trưa thì tầm khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ trưa anh em. Còn buổi tối thì khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối thì đó là hai khung giờ của em ha. Mỗi ngày như mọi ngày em đều có lên hai video. Rồi hôm nay thì buổi trưa nay lên cho anh em tầm khoảng mười mấy lô anh em, mười mấy lô ha. Rồi hôm nay thì có một con máy này độc lạ anh em, siêu đẹp luôn. Cái con này là cái dòng máy Echo 260 anh em, nòng 34 ly, mặt giật trợ lực anh em. Con này là siêu đẹp siêu mới luôn. Con này như máy thùng luôn anh em, bô đồ còn trắng tinh nè. Con này thì nó còn xăng luôn anh em, còn xăng luôn ha. Con này siêu đẹp. Con này nó em giật nó nổ luôn anh em. Con này còn cực kỳ mới luôn. Giật buông ga nổ luôn. Quá đã. Rồi con này siêu đẹp luôn anh em. Rồi đây thì em có một hai cái đầu máy Magu ha, cái này em bán đầu anh em. Magu này thì 26 anh em, cái này em bán đầu 1 triệu một đầu ha, chế là chế hệ qua ga ngang luôn ha, nòng 34 ly. Một đầu 1 triệu anh em. Rồi Gobin 4 thì xăng riêng nhất riêng 1.150.000 một cây. Gobin 26 nòng 34 ly, 3 cây 2 triệu anh em. Rồi Hitachi 33 nòng 37 ly 900.000 một cây. 900.000 cây anh em. 900.000 cây nòng 37 ly. Rồi ở đây em có là Makita 4 thì anh em. Makita 4 thì này là 1.100.000 cây ha, Austin nè. Rồi Echo 209. Rồi phía dưới này là Magu 2324 anh em, 2324 ha. Và giá rẻ luôn anh em, 750.000 cây. Magu 26. Magu 26 nòng 34 ly anh em, 1 triệu cây ha. Rồi dưới này thì em có là Magu 20 với Magu 22. Rồi Magu 20 22 anh em, giá xả giá rẻ cho anh em luôn, bao hơi đủ đồ cho anh em hết ha. Rồi 600.000 cây. TG. TG 24 25 nghe năm 730.000 một cây ha. Hơi lửa ngon lành đủ đồ hết cho anh em luôn. Rồi Echo, Echo Gen, Austin. Rồi Magu 20 tum gời luôn anh em. Rồi xả hàng 650.000 cây. Rồi em vô cái lô đầu tiên anh em, Echo Gen ha, nòng 3234 ly nè. Lô này 500.000 cây mà không anh nào lụm hết. Rồi 500.000 cây anh em, tay lá dài hết luôn. Đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Rồi Echo Gen 500.000 cây, nòng 3234 ly. Lô số 1 3 cây 1.500.000, 500.000 cây. Rồi lô số 2 là lô Austin nha anh em. Austin này là Austin 22 ha, 2 cây 1.200.000, 600.000 cây. Rồi tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới luôn ha, tặng tay lái dài mới luôn. Austin nha anh em. Austin 22. Rồi lô số 3. Lô số 3 là Magu 20 nha anh em. Lô này thì bao đẹp cho anh em luôn. Lô này 650.000 một cây nha anh em. 3 cây là 1.950.000 ha. Tay lái lô này là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chính kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em. Rồi lô số 3. 3 cây 1.950.000, 650.000 cây. Magu 23. 23 tum gời nha anh em. Lô số 3 ha. Rồi Magu 23 tum gời, 20 tum gời nha anh em. Lô này 650.000 một cây. Rồi lô này là Echo Gen. Echo Gen thì 500.000 nha anh em. Echo Gen 500.000 một cây. Nòng 3234 ly. Austin 22. Rồi lô này 600.000 một cây, 2 cây là 1.200.000. Tay lái là tay lái dài luôn nha anh em, tay lái dài luôn ha. Rồi lô số 4 là lô này là Magu 20 nha anh em. Magu 20 với Magu 22 ha. Rồi lô này 600.000 một cây nha anh em. Bao hơi đủ đồ cho anh em luôn ha. Bao hơi đủ đồ. Magu 22 20. Rồi 600.000 cây nha anh em. Lô này thì nó xài chế ga ngang quanh gồ hết nha anh em. Tay lái thì tay lái dài luôn ha, tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 5, 10 cây 6 triệu, 600.000 một cây nha anh em. Tay lái thì liền lạc hết luôn.
Rồi đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 5 10 cây 6 triệu. Rồi thiếu nắp xăng nắp e thì em bao cho anh em đầy đủ hết nha anh em. Nắp xăng nắp UE bao đầy đủ hết luôn. Rồi Magu 20 nha anh em, 600.000 cây, lô số 5. Lô này là lô số 6 nha anh em. Ủa lô số 3, 123. Rồi luôn là lô số 4 chứ. Rồi lô Magu này lô số 5 nha anh em, lô số 5 ha, lô này lô số 4 nè. Lô số 4 là lô Kawasaki nha anh em, TG2425 ha. Rồi lô này 730.000 nha anh em, bao hơi đủ đồ cho anh em luôn ha. Hơi lửa ngon lành. Lô này là 730.000 cây nha anh em, TG2425. Rồi 730.000 một cây. Liên lạc đủ đồ hết nha anh em. Rồi tay lái lô này thì bao cho anh em tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài hết luôn. TG2425 nha anh em, tay lái dài hết luôn. 730.000 một cây, 10 cây là 7.3 nha anh em. 10 cây 7.3 ha. Rồi đầu bò trứng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn, bao đầy đủ hết nha anh em. Lô số 4 10 cây 7.3, 730.000 cây. Rồi Magu nha em, Magu 20, Magu 20, Magu 22 anh em, 600.000 cây. Liên lạc đủ đồ nha em. Tay lái luôn này thì em thấy có một cái tay tròn ha, còn lại là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chỉ kẹp dao thì đầy đủ hết nha em, đầy đủ luôn. Lô số 5 10 cây 6 triệu, 600.000 cây. Quá đẹp, quá VIP luôn nha em, 600.000 cây ha. Lô số 5. Rồi lô số 6. Lô số 6 là lô này là lô Magu 23, 24 nha em. Magu 23 và Magu 24 ha. Rồi lô này 10 cây nha em, 10 cây 7.5 triệu. 750.000 cây. Magu 2003 và 2004. Rồi lô này bao hơi đủ đồ luôn nha em, đủ đồ luôn ha. 750.000 cây. Tay lái lô này là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 6 anh em, 10 cây 7.5 triệu, 750.000 cây. Rồi lô số 7 là Magu 26cc anh em, nòng 34 ly ha. Magu 26cc nòng 34 ly. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực hết nha anh em. Rồi lô này 4 cây là 10, 4 cây là 4 triệu ha, 1 triệu 1 cây. 4 cây 4 triệu anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn nha anh em. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ luôn. Đầy đủ đầu bò trứng kẹp dao. Rồi lô này là lô Magu 26 anh em, trợ lực 4 cây 4 triệu. Magu 2003, 23 và Magu 24. Rồi lô này 750.000 một cây anh em, bao hơi đủ đồ luôn. Tay lái dài hết nha anh em. Lô số 6, số 7. Rồi tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là con này là con Austin. Ít tin này là ít tin 24 nha anh em, ít tin 24 ha. Rồi lô này thì tum của nó là tum gời. Tum gời, tay lái dài. Con này 750 nha. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn ha. Rồi con số 8 750 nha. Lô số 9 là Makita 4 thì nha anh em. Con này nó thiếu cái nắp xăng thì em lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 9 Makita 4 thì 2 cây là 2.2 triệu nha anh em, 2 cây 2.2 triệu ha. Tay lái là một dài một tròn. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 9 2 cây 2.2 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là lô này là lô Echo 209 nha anh em. Echo 209 bình sân trên ha. Hai con đều là 209 bình sân trên nha anh em, cần cũng là cần xoay ta lấy dài. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn nha anh em, nòng 32 ly. Rồi, lô này lô số 10. Lô số 10 2 cây là 1.2 triệu anh em, 600.000 cây ha. 600.000 cây. Lô số 10 2 cây 1.2 triệu. Rồi Makita 4 thì anh em 1.1 triệu một cây ha. Austin 24 750.000. Lô số 11 là lô này là lô Hitachi 33. Rồi Hitachi 33 anh em, nòng 37 ly ha, bình xăng bể thì đổi cho em bình xăng mới ha. Rồi lô này lô số 11. Hitachi 33 nòng 37 ly. Lô này 900.000 cây anh em, 3 cây là 2.7 triệu. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 11 3 cây 2.7 triệu, 900.000 cây. Lô số 12 là lô này là lô Gobin. Gobin Makita anh em, nòng 34 ly.
Rồi lô này thì 3 cây 2 triệu ha. 3 cây 2 triệu anh em. Ta lấy dài hết luôn, đầu bò chấn kịp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 12 3 cây 2 triệu. Lô số 13 là Gobin 4 thì xăng riêng nhất riêng anh em. Rồi cái này thì 1.150.000 một cây ha. Ta lái của lô này là ta lái dài luôn, đầu bò chấn kịp dao thì đầy đủ anh em. Lô số 13 Gobin 4 thì 2 cây là 2.300.000. Rồi lô số 14. Lô số 14 là hai cái đầu máy Magu anh em. Hai cái đầu máy Magu ha. Magu này là Magu 26cc nòng 34 ly anh em. Rồi hai cái đầu máy Magu. Cái này thì 1 triệu một cây anh em. Tum của nó là tum gời 260 luôn ha. Chế là chế quanh gồ ra ngang luôn anh em. Rồi lô số 14. Hai cái đầu 2 triệu, 1 triệu một đầu. Rồi cuối cùng là số 15 anh em. Số 15 là con máy này, là con máy Echo 260 ha, đời mới Echo 260 nha anh em. Cái này là cái màu này là màu độc lạ nha anh em. Màu độc lạ ha. Nó để tem mát là GUB màu vàng nha anh em, cực kỳ đẹp, mặt giật trợ lực luôn nè. Cái này thì xăng nó còn trong trong bình luôn nha anh em. Rồi em thấy gì em giật nổ luôn ha. Con này siêu đẹp luôn. Rồi con này thì em bán cho anh em là 1.400.000 ha, 1.400.000 nha anh em. Con này thì bao đẹp. Con này nó mới như máy trong thùng luôn vậy đó, cực kỳ mới luôn anh em, cực kỳ mới. Kéo nhẹ nổ. Rồi con này 1.400.000 anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em á là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.